xe đạp hơn một củ khoai, các bác chỉ mua hàng chợ thôi, hàng khung sắt thôi. Đây mai em lên cho các bác một em xe đạp địa hình chuẩn khung nhôm và chính hãng của Xdream, thương hiệu độc quyền của bên em, xe đẹp lắm. Giá công khai cho anh em dần mình là 2.680.000, em miễn phí vận chuyển tận nhà cho các anh, tặng cho các bác 5 món phụ kiện đồ chơi này, đèn quay chống nước tuyệt đối này, hết pin các bác lại sạc cho em nhá, túi đựng đồ, bình nước và dè thể thao. Nay em hiểu review cấu hình chi tiết cho các anh xem độ chất của nó như nào nhá. Đầu tiên các bác nhìn giúp em này, xe đạp không nhôm nên từ nước sơn mối hàn này, của nó chuẩn chỉ 100% này, sơn hoàn toàn bằng tĩnh điện 3 lớp, hàng công ty bên em nên tất cả các xe đều có QR code check nguồn gốc. Em xe này được trang bị 2 tay đề phía sau Shimano 7 số, đằng trước Shimano 3 số, gạt đĩa của Shimano, đùi đĩa 3 tầng, tất cả đều bọc nhựa hết nhé, líp 7 tầng, gạt líp Shimano TZ, hàng chuẩn chỉ luôn. Từ những chi tiết nhỏ này đều khắc chữ thương hiệu của bên em Xdream, Xdream, Xdream. Quay độ trốn cho bác xem luôn này. Cao 1m74, nay em ngồi tiếp ngồi lên con xe này, thử độ nhún cho các bác xem này. Chia sẻ với tất cả các bác là em xe này thì hiện tại bên em đang bán tại cửa hàng với giá niêm yết là 3.980.000. Nhưng vì do bán online nó sẽ cắt giảm được rất là nhiều chi phí như mặt bằng, nhân viên, thì bên em sẽ bán cho các bác cái giá ưu đãi nhất. Các anh em bóc ra kiểm tra đúng hàng, đúng chất lượng, các anh thanh toán cho em, các bác không cần cọc. Em dùng trực tiếp nam châm em hút cho các bác xem luôn này. Điểm của khung nhôm thì nó thứ nhất là rất là trọng lượng rất là nhẹ. Đấy. Cái thứ hai là các bác sẽ đi theo thời gian thì các bác không sợ bị han gỉ hay mối mọt. Đấy. Và sơn sẽ không sợ sơn bị bong chóc. Màu thì bên em có 4 màu chủ đạo. Anh nào đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp bên em, số lượng có hạn nhé.